sinh những phút yên bình. Đến một ngày chợt nhận ra tình thân vô giá, nước mắt rơi nhìn sau lưng là những ngày lạc lối. Dòng người thì cứ đi qua, một mình ta đứng lặng lẽ giữa phong ba. Mới yêu ra ai còn mãi bên ta, hạnh phúc gần sát bên, cứ ngỡ cuối chân trời. Những điều ta cứ mong chờ không lẽ là hư vô? Những điều ta cứ mong chờ không lẽ là lâu lâu quá, anh thương em thương quá. Tiền trong tay ta là của ta, ta thương em thương lắm. Cha. Cái gì? Cha đâu mới về vậy? Đâu? Đâu có đi đâu. Cha đi kiếm chỗ làm phù hộ, rồi đi vòng vòng xung quanh đây thôi mà. Vô duyên không? Tự nhiên bữa nay để ý làm chi vậy? Cái gì vậy? Tiền này ở đâu cha có? Con thấy rõ ràng là cái đám người dữ tợn nghe nhét cho cha. Cha nói cho con biết bọn họ là ai. Mày đưa đây cho tao đi. Nhiều chuyện. Tiền này tiền của tao, kệ tao. Nè, cha phải nói cho con biết rồi cha mới được đi. Thì tao đã nói là tao đi làm phụ hộ, người ta cho tiền tao chứ có cái gì. Cha đâu. Cha định sao con đến bao giờ nữa hả? Có phải cha giấu con làm chuyện động trời đúng không? Ăn nói gì bậy bạ không à, làm gì đâu động trời. Bây giờ tao không có nói gì nhiều với mày hết á, tránh ra cho tao đi. Cha, tôi nói cho cha biết, cha có thể say sưa đập phá tôi đều có thể chịu đựng được hết, nhưng mà nếu như cha dính vô những cái chuyện tào lao phạm pháp với tù tội thì tôi không để yên cho cha đâu, biết chưa? À, nhưng mà ta tao mày hù tao hả? Làm gì mà tao sợ? Đã chuẩn bị xong chưa? Ngụy tạo ra một vụ tai nạn đối với chúng ta không phải là chuyện khó, nhưng phải chuẩn xác, đừng để người hay nghi ngờ ông Thiết phát hiện ra thì e là sẽ chết trước khi về nước. Bà chủ à, trong lúc tình hình như thế này có nhất thiết phải tạo ra sóng gió hay không? Sao hả? Cậu sợ người đẹp kim cương của nhà này sẽ đau lòng vì cái chết của em mình, hay sợ cô ta biết sự thật về cậu sẽ đem lòng oán hận đời đời? Cậu đã biết tính tôi, tốt hơn hết là im lặng và làm theo mệnh lệnh. Sau khi xe ra khỏi ngoại ô thành phố, tôi và Thạch Anh sẽ đổ qua xe khác. Tới lúc đó thuốc ngủ cũng đã ngấm vào người, con bé sẽ không biết gì hết. Nhớ phải thủ tiêu xác con bé, không để người ta tìm được xác nó sẽ tìm được chứng cứ có thuốc ngủ trong người nó, biết chưa? Bà chủ à, có nhất thiết phải giết một cô bé vô tội cũng không có lợi ích gì cho kế hoạch của chúng ta. Nếu ông chủ đi ở đây, tôi là bà chủ của cậu. Và cậu cũng vừa mới kêu hai tiếng bà chủ, đúng không? Vậy thì cậu chỉ có một cách, tuân lệnh, chứ không được chống đối. Bằng không
thì cậu sẽ nhận hậu quả khôn lường. Uyên nè, anh Dũng nói á, không phải là 100 phần quà mà tới 200 phần quà cho các trẻ em mồ côi ở trong nhà mở. Lần này á, không phải mở miệng xin ba, nhưng mà kế hoạch của tụi mình thành công tốt đẹp rồi nha. Đúng là đại tiểu thư ra tay có khác, không bao giờ thất bại được ha. Bạn này. Ê, anh Dũng kìa. Kim Cương. Ê, sao tội nghiệp vậy? Gì vậy? Hey, anh tưởng đâu là mình chỉ đóng góp kinh phí thôi là được rồi. Ai ngờ em còn bắt anh tự tay phải đi mua bánh kẹo quà cáp, rồi gói cả đêm luôn mới đủ 200 phần quà cho em. Mới khi nhiêu đây có nhiêu thôi mà đổ màu hết trơn rồi. Hey, như vậy á mới thấy được thành ý của anh. Nếu anh làm từ thiện á mà mặt mày nhăn nhó quá, vậy thì thôi đi, em không ép anh nữa. Ừ, làm. Làm à? Để em phụ anh ha. Tối nay Kim Cương có tiết mục biểu diễn, em không có tiết mục, để em phụ anh ha. Ủa, thôi được rồi. Em mà phụ anh á, cô chủ nhỏ sẽ đuổi việc anh ngay tức khắc liền. À, mấy cái món quà này á là anh chuẩn bị cho buổi từ thiện của chúng ta. Còn đây là quà anh tặng cho em. Em cảm ơn anh. Kim Cương. Hả? Mình không mời được nhà mở nào tới tham dự bởi vì kinh phí quá nặng. Nhưng mà không hiểu sao tụi nhỏ tới kìa. Chương trình tốt nghiệp với nghĩa đặc biệt đây. Buổi biểu diễn dành cho bọn trẻ thì làm sao thiếu các nhân vật chính, đúng không? Những em bé này đang thuộc nhà mở Hoa Xuân. Anh đã đón các em tới để làm cho chương trình thêm ý nghĩa. Nhưng mà sao anh biết được chuyện này? Thật ra đây là ý tưởng của Dương Dũng. Cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho em. Coi như đây là món quà tốt nghiệp đặc biệt đó mà. Mình đã nói anh ấy luôn biết cách tạo bất ngờ mà. Nhưng mà bạn không có tin. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sao giờ này vẫn chưa xuất phát? Liệu có thay đổi gì không? Tao đã mua tin tức rất kỹ, chắc không có thay đổi gì đâu. Thậm chí lộ trình đi của bà ta tao cũng biết. Chắc chắn thành công. Họ kìa. Thấy chưa, tao nói mà, chắc chắn thành công. Thạch Anh à, nhanh lên đi con. Nè, nè, con đi đâu vậy? Con đi nữa. Sao vậy con? Nếu mẹ muốn đi với con ăn mày đó thì mẹ đi với nó luôn đi, đừng đi với con nữa. Nè, con ngoan, không được để phiền ba nghe không? Con quên những gì mẹ dặn con hay sao? Mẹ có cách hết. Rồi con sẽ thấy nghe lời mẹ nghe không? Con nói chưa nha, ra tới ngoài đó mà nó sắp sắp chơi với con là con đập nó. Được rồi, nó sẽ không có cơ hội đó đâu. Dạ, mời bà chủ và cô chủ lên xe. Còn chưa quen với con đâu, con ngồi ở băng trước để dì ngồi phía sau với em nghe không? Con uống nước đi. Dạ, con biết mà, con cảm ơn mẹ. Thank you.
mời cô ba lên xe. Dạ. Thank you.
Ruby à, con mệt thì con nhắm mắt nghỉ chút xíu đi. Dạ, con không sao đâu mẹ. Lần đầu con được đi chơi xa, con muốn tỉnh táo để được ngắm cảnh. Nhưng mà con không hiểu sao đầu con nhức quá. Ruby à, Ruby, Ruby. Nên báo cho Vĩnh em biết không? Nè, phần quà này cô tặng cho con. Dạ. Nhớ quà nghe chưa? Dạ. Cô ơi, cô tặng hay quá. Bữa nào cô tới tặng con nghe luôn nha. Bữa nào cô đàn cho nghe. Ba. Con. Con vui lắm phải không? Nhìn cái miệng cười không khép lại kìa. Con rất là tự hào vì mình á đã làm được một chuyện ý nghĩa. Nhưng mà nếu một mình con thì không kham nổi. Buổi biểu diễn thành công như vậy là nhờ anh Dũng với anh An đó ba. Hai cậu làm rất tốt. Tôi không nghĩ hai cậu lại có cả tư duy trong công tác xã hội như vậy. Chỉ cần Kim Cương vui á là tôi cảm thấy trẻ thêm 10 tuổi nữa đó. À, mà sao anh có thể liên lạc với nhà mở Hoa Xuân mà lại kịp thời cho xe rước các em như vậy? Anh cũng nhờ người quen thôi. Bài nhạc lúc nãy em hát hay lắm. À, Kim Cương à, nếu em rảnh, em tới gặp một người bạn của anh. Anh ấy có sẵn phòng thu, sẽ thu cho em một đĩa CD rồi tặng cho bọn trẻ, coi như là một món quà. Em đồng ý không? Vậy thì quá thích luôn á. Có gì lần sau á, em nhờ anh giúp đỡ nha. Không chỉ có em, mà bạn bè em cũng muốn đóng góp cho một CD như vậy. Không thành vấn đề. Dạ, xin lỗi chú. Tôi đang theo sát Cao Bằng như lệnh dặn. Nhưng mà có lẽ có chuyện gì đó bất ổn là xảy ra. Dậy đi con, mau lên. Đi xuống xe. Cái gì xuống xe vậy mẹ? Đó có phải là chạy miệng chân đâu. Mà con cũng là con mắt đâu mà. Nhanh lên đi, nghe lời mẹ, nhanh lên. Chết, bị phát hiện rồi. Giờ tính sao? Có chuyện rồi. Không lẽ mục tiêu của bọn chúng là mẹ con tôi sao? Chạy đi. Có chuyện gì vậy mẹ? Có ai bắt cóc mình hay sao vậy? Bà chủ an tâm đi, để tôi xử lý cho. Hãy tìm cách đẩy con nhỏ này xuống xe. Không thể mang nó theo được. Bà chủ à, nhưng mà... Chạy đi, nhanh lên. Bắn theo. Nó còn sống không vậy? Đại ca, ở đây không để xác chết được đâu. Để là bị nghi ngờ liền á. Còn sống, chỉ bị thương thôi. Bằng nói giá cũng không để cho nó chết. Không lẽ mình tính giao dịch cho bố và Thiết bằng xác cô gái ổng? Dậy, dậy, dậy. Dậy. Dậy đi.
Vy đâu? Em gái tôi đâu? Mày đã làm gì nó rồi hả? Kim Cương à, buông ra. Kim Cương, tại sao lại xảy ra chuyện này? Con gái tôi đâu? Nói mau. Không phải lỗi của tôi. Xe đang chạy nó buồn ngủ, tôi dừng xe lại để đổi chỗ cho nó ra ghế sau. Nhưng không ngờ người ta đã mai phục và cố tình ám sát nó. Thật là vô lý. Từ trước đến nay, nó đi học về nhà một mình. Nếu muốn ám sát nó thì người ta đã ám sát được từ lâu rồi. Cần gì phải đợi tới ngày hôm nay? Bà đừng có lắp liếm. Bà đang làm gì nó? Chuyện người ta muốn ám sát nó vào lúc nào, anh là người hiểu rõ nhất. Anh đã làm gì? Đã gây ra thù oán với ai? Vào thời điểm nào để họ trút lên con của anh? Đừng lôi tôi vào cuộc. Ba, ba nói cho con biết đi, đã xảy ra chuyện gì? Em con đang ở đâu? Ba. Dũng, Dũng, cho người tới nơi xảy ra tai nạn tìm kiếm thật kỹ, xác định coi đã xảy ra chuyện gì. Dạ. Thưa ông chủ, theo phán đoán của tôi, trừ khi chúng ta tìm thấy xác, nếu không thì chắc chắn cô ba vẫn còn bình yên vô sự. Có thể đám người kia đã bắt cô ba đi rồi, không còn ở hiện trường nữa đâu. Điều tra xem bọn chúng là ai. Cứu cho được Ruby về đây, mau lên. Cần thiết gọi chúng trong vào cuộc. Dạ. Ba, ba phải đưa em gái con về nha ba. Vậy nếu bây giờ không tìm được người cấp cứu cho nó thì khả năng nó chết rất là cao. Lúc đó chúng ta vừa mang tội giết người, vừa không có lợi ích gì. Vậy giờ tính sao? Tính còn mẹ gì nữa. Kế hoạch đang diễn ra rất là êm đẹp, tự nhiên ra đông nổi gì à? Anh quay mà biết chuyện sẽ đập đầu tao với mày tới chết. Hay là bây giờ mình mang trả nó về chỗ biệt thự đi. Trả nó về biệt thự? Mày ngu lắm. Mày đem trả đi. Bố già thiết đang giăng thiên la đi dõng ở bên ngoài kìa. Mày ngon mày trả hả? Mày muốn đâm đầu vào chỗ chết hả? Mày trả đi. Tao nói cho mày biết, có đánh thì đánh chỗ khác, mắc gì mày đánh ở đầu tao? Chứ bây giờ tao hỏi mày, bây giờ mày tính sao đây hả? Tội giết người đó, đi tù đó, tao là tao không có muốn rồi. Bây giờ cứ quăng đại nó ở đây đi, trách nhiệm không phải là của mình nữa. Ra đi. Kỳ lạ, tại sao nó lại bất tỉnh khi mình vừa tới chứ? Giống như có người ra tay trước. Hả? Chị hai biết đi. Ruby, Ruby, chị hai. Em không sao chứ Ruby? Em làm chị hai lo quá. Em không có sao. Chị hai, chị đã từng nói là sẽ bảo vệ em trong mọi hoàn cảnh. Chị không bao giờ bỏ rơi em, đúng không chị hai? Đúng đúng. Chị không bao giờ bỏ rơi em đâu Ruby. Em là em gái của chị mà. Chị em mình sẽ luôn ở bên cạnh nhau nha. Em xin lỗi vì đã không tới được buổi tốt nghiệp của chị hai. Tại vì em phải đi cùng với mẹ. Em cần tình thương của mẹ lắm chị hai à. Nhưng mà Ruby, đó là tình cảm mà em luôn khát khao. Em thèm khát tình cảm của mẹ lắm chị hai. Chị biết, nhưng mà người đó không phải là mẹ của em đâu. Chị không có cho em đi đâu hết á. Chị hai, chị hai sẽ bảo vệ em trước bàn tay của người đàn bà đó. Chị hai ơi, em xin lỗi chị hai.
Em phải đi rồi. Không, không mà Ruby. Em phải đi rồi chị hai. Em đi nha chị hai. Em đi nha chị hai. Ruby. Đừng mà. Ruby. Ruby. Ruby à. Em đã ở đâu vậy Ruby? Đã xác định được chiếc xe hôm qua đuổi theo xe bà Hà Băng là chiếc xe bị đánh cắp hồi tuần trước. Chúng quá gan dạ hay là quá tự cao đến nỗi không thèm thay đổi cả biển số xe. Có xác định được hung thủ chưa? Tạm thời vẫn chưa. Nhưng mà có một điều rất kỳ lạ, tôi suy nghĩ từ đêm qua tới giờ vẫn không suy nghĩ ra. Là chuyện gì? Cô bé dường như bị đẩy ra khỏi xe của bà Hà Băng. Chiếc xe đó do Cao Bằng lái. Đến khi va chạm đến bọn côn đồ, đúng là có hơi bất ngờ thiệt. Nhưng nếu không bị đẩy ra khỏi xe thì cô bé không thể nào tự ý lăn ra khỏi xe như vậy được. Không lẽ bọn họ nhẫn tâm đến vậy sao? Em không tin bà ta. Anh hãy hứa với em, anh sẽ không bị bà ta mua chuộc để làm chuyện chống lại ba em chứ. Anh Vinh An. Ông chủ, đại ca có tin tức rồi. Đó là chiếc xe ăn cắp. Nhiều khả năng là bọn người này trước đây từng mai phục để bắt cóc cô hai, nhưng mà không thành. Hiện nay chúng đã chuyển mục tiêu rồi. Mẹ đó, khốn nạn. Muốn chết hay sao mà đụng vào tao chứ? Lo lắng cho cô hai, nhưng rốt cuộc tụi nó là chuyển mục tiêu sao cô qua? Chúng ta là quá mất cảnh giác. Ông chủ tính sao? Bọn chúng chắc chắn sẽ nhắm vào các con của ông chủ để làm món hàng trao đổi thông tin về viên kim cương xanh. Tôi không thể giao viên kim cương xanh đó cho bọn chúng được. Nếu như vậy, ông chủ chấp nhận hy sinh của ba hay sao? Bằng mọi giá phải cứu em con. Phải cứu Ruby về đây cho bằng được nha ba. Con không muốn Ruby xảy ra chuyện gì. Con thương em lắm. Con xin ba mà. Con xin ba. Nhưng tôi không thể để cho con gái tôi gặp nguy hiểm được.
nhà anh một việc được không? Anh đưa giùm hai chị em tới trường được không? Khoan đã. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi anh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em gái tôi gặp nạn và mất tích, trong khi các người thì bình an vô sự trở về? Tất cả là do sự cố thôi. Dượng sẽ cho người truy tìm hung thủ bắt cóc cô bà. Cô cứ yên tâm đi. Khoan đã. Sự cố? Anh tưởng tôi là trẻ con hay sao? Một mình Ruby đi học từ trường về tới nhà, chưa bao giờ xảy ra sự cố. Tại sao? Tại sao nó lại gặp sự cố trên đường đi du lịch với bà ta? Còn anh, anh lại là người cầm lái chứ. Nhưng mà tôi đã nói rồi, tôi không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng mà quả thật đó là sự cố mà. Đứa em gái tội nghiệp của tôi, anh có biết nó sung sướng ra sao khi ngồi chung xe với anh không? Vì bấy lâu nay anh luôn hiện diện trong giấc mơ của nó. Vậy mà tự mình coi đi. Anh đừng để tôi biết anh nhúng tay vào chuyện này. Nếu em gái tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ là người giết chết anh. Kỳ vậy. Bình thường đi nhậu cỡ này cũng về rồi, đâu có vụ ngủ ngồi lộ cả đêm. Ổng đi đâu chờ này chưa về. Đường về đêm thâu, đêm khuya ngõ trâu như không màu. Qua vườn vẫn có đôi. Hello, hello, hello. Về đâu? Chắc chiêu vàng anh điền câu. Cha. Về. Cha ở đâu mà giờ này mới về vậy? Bữa nay á, chủ chưa trả đủ tiền, cho nên á, có hai hộp cơm thôi. Cha ăn đi, nếu mà đói ăn luôn phần của tôi cũng được. Về. Cái gì còn có hai hộp cơm hả? Mày ra quán ba tám ù đi. Mua một con gà nướng. Mua con gà nướng về đây tối nay chắc con mình ăn ngon một bữa. Cha à, có phải là cha xỉn quá cho nên cha nói bậy không vậy? Dời. Mày đừng có khi dễ cha mày. Đừng nghĩ là lúc nào tao cũng phải sống nhờ cái đồng tiền mày đem về. Mày làm nghe con, nghe cha.
Đấy đó. Một con gà nướng kèm với sâu chiên hầm với bao nhiêu, cắt luôn cho mày đó. Thấy cha mày sang không? Đây. Cha, tiền ở đâu mà cha có vậy? Kêu mày đi mua thì mày đi mua đi. Thắc mắc làm con mẹ gì? Cha, mệt quá đi. Cha nói thiệt đi, tiền này ở đâu mà cha có vậy? Biểu mày đi mua thì mày đi mua đi. Mày thắc mắc hoài. Cha nói thiệt cho tôi biết đi, tiền này ở đâu ra? Mấy bữa nay là tôi nghi ngờ cha lắm rồi nha. Cha về không thèm lục lọi túi của tôi. Cha nói thiệt đi, cha đang làm cái gì? Cha nói cho tôi biết đi, cha đang làm cái gì? Mày tin là tao phan mày bể đầu không? Hả? Biểu mày đi mua thì đi mua đi. Mày nhiều chuyện quá. Mày tin tao chọi mày không? Mày... Để coi lần này mày còn may mắn nữa hay không. Chỉ cần nhổ được cái gai trong mắt, mạo hiểm như vậy cũng đáng. Nhìn cái gì mà nhìn? Tao nói như vậy không đúng sao? Vô đi. Có chuyện gì? Tôi đã dặn cậu. Không có gì cần thiết thì đừng để bố già nghi ngờ. Tai mắt trong nhà này bây giờ không ít đâu. Bà chủ à, tôi đã khuyên bà chủ nhiều lần rồi. Con bé đó còn quá nhỏ, tội tình gì phải đối đầu với một đứa trẻ như vậy. Cậu muốn nói chính tôi là người chỉ thị bắt cóc con Ruby sao? Trước đây bà chủ đã từng ra lệnh cho tôi làm chuyện này, nhưng mà có làm hại cô bé này thì cũng không có ích lợi gì cho kế hoạch của chúng ta. Tốt nhất bà đừng bước dây động rừng, bà hiểu không? Rốt cuộc cậu chẳng hiểu tôi chút gì hết. Tuy tôi ghét con bé đó, nhưng tuyệt đối tôi không phải là kẻ ném đá giấu tay trong phi vụ này. Không phải là lệnh của bà chủ thật sao? Tôi biết. Cậu nhìn thấy Kim Cương đau khổ, lo lắng cho em gái của mình, cậu cũng đau khổ lắm đúng không? Tuy là chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng tôi biết một khi kẻ chủ mưu đã ra tay như vậy, họ sẽ không dễ dàng để con bé kia thoát hiểm. Tốt hơn hết là cậu nên chuẩn bị tinh thần. Người đẹp Kim Cương của cậu sẽ còn đau khổ dài dài. Tôi cảnh cáo cậu, khôn hồn thì dẹp cái định làm người hùng cứu con bé đó đi. Cậu nghĩ là tôi sẽ dễ dàng để cho chuyện đã xảy ra như vậy sao? Tôi nghe đây, bà chủ. Cô giúp tôi canh giữ Cao Bằng cho thật chặt, không để cho cậu ta tự ý hành động theo cảm xúc. Dạ, bà chủ. Mở một cuộc thanh trừng lớn nhắm vào tất cả các băng đảng, và từ trước tới giờ chống đối lại chúng ta. Dũng à, mày bình tĩnh đi. Nếu cách đó thật sự hiệu quả thì ông chủ đã cho làm rồi. Hiện giờ bọn chúng đang án binh bất động, nếu chúng ta làm cho chúng bị động, tôi e là cô ba sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn. Anh Quay đã nói với tụi mình rồi, kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, để dây dưa phiền phức lắm. Mày coi tao là cái gì hả Tú? Tại sao lúc nào mày cũng nghe lời anh Quay hết vậy? Mày đang làm việc cho ai? Mày đang làm việc cho ai? Cha, con nhỏ này sắp chết rồi đó. Nghĩa địa là để cho người chết chứ không phải cho người còn sống. Tôi phải đưa nó ra ngoài mới được. Không, mày tưởng chuyện dễ dàng lắm hả?
tụi nó không có tha cho mày đâu. Tốt nhất mày đừng có liên can chuyện này, mày đi về đi. Không được, tôi phải cứu con nhỏ này. Sự xuất hiện và biến mất của chiếc xe đáng ngờ đó không để lại chút dấu vết. Xin lỗi chú, có lẽ là con vô dụng quá. Con nhất định là sẽ... Không phải lỗi của cậu, bọn chúng có tính toán hết rồi. Có thể thằng Quay đã nắm trong tay con cậu quyết định để lấy lại viên kim cương xanh từ tay bố Giả Thiết. Lo bằng là những dĩ vậy sao? Nó có gan đánh cắp vật báo từ cung điện. Ông chủ nghĩ nó không có bản lĩnh lấy lại từ tay kẻ chiếm đoạt của nó.